Thế như là chạy lắng đi đi. Tôi bảo thằng nghĩ xong là nói lắm bạn, thì ta phải tìm cái món gì để đốt bụng đấy. Ủa rồi ở đây thì nhiều, mình kiếm khúc sắn thì nướng được đấy, bật lửa tôi cắm đi rồi. Chuối xanh, chuối xanh, chuối xanh nhé. Hồi chuối xanh qua ấy, tôi thích ăn chuối xanh, tôi thích ăn sắn, sắn. Ừ, thế bảo thích ăn sắn không được? Đi, hay làm khoăm sắn nướng. Mình trước mắt mình đang nghĩ cho nó mát ra, xong là quân ta tìm cái món gì đây để chống đói đó bà con ạ. Chị em tôi hôm nay là qua là tranh thủ thời tiết cũng vừa phải này. Thế là ra đồng vơi tí cỏ mới dọn tí mương tí máng để chuẩn bị bơm tí nước vào cho núi nó vỗ. Bây giờ lắng quá chị em tôi tìm cái món gì đút bụng đã. Ôi giời bà con ạ, tôi ra đồng làm cái dãy tí cỏ trồng tí rau ngoài đồng mà nó say lắng như đấy. Xem khóm nào to thì giờ thì bới. Cái là cây rồi. Đơn giản này. Họ là khóm đất này thì cũng to lắm này. Trong quá trình chị em tôi làm việc cũng vừa lắng vừa đói nữa. Tranh thủ để dỡ khóm sắn để nướng. Bà con nào có thích ăn sắn luộc sắn nướng thì bơi vào đây mới đội với chúng em nhé. Vào đây chúng em sẽ chiêu đãi một bữa sắn nướng ngon cực kỳ, thơm ngon bổ. Mình cứ bập vào cũ thôi. Tới kìa. Tới cũ rồi. Tới cũ rồi, bập vào đấy. Ui, tới rồi. Cô không hề đâu. Không hề. Ui dồi, lại phần ơn. Nướng sắn ngon lắm. Đâu có vào đâu. Được chưa? Được chưa? Mẹ cũ ghê lắm. Thôi thế được. Tạo đúng không? Đây, khoăn sắn của chúng tôi dỡ thì là hết hơi mới được cái cần đây cũ. Hả? Tình hình là chúng tôi mới dỡ được một khóm, nhưng mà cũ hôm nay nó chỉ vừa cũ thôi, chúng tôi đánh cũ ở nhà. Tiếp tục khóm nữa. Xong. Ôi trời. Tiếp tục khóm nữa rồi, nhưng mà không biết là khóm này thì là cũ có sai hơn không. Ôi. Ăn chặt các bạn. Rồi. Cây. Kém, năm nay sắn này là kém này. Đây các bạn là trời buổi này khó khăn các bạn này. À, con sắn được có thế này thôi này. Giờ các bà con các bạn nào ăn sắn thì về mức độ của em nhá. Hôm nay em chiêu đãi món sắn là miễn phí luôn. Sắn luộc, sắn nướng. Chúng tôi bẻ vợi cái cành này trên thì còn cái củ bắt đầu cho vào nướng. Hôm nay tôi sẽ làm món nướng các bạn nhá. Đang lúc cái giờ làm việc vừa lắng vừa nhọc. Vừa đói nữa. Không có xong con lời các bạn ạ. Các bác nướng sắn nhá. Bác ơi, sắn nướng nào. À đồng hôm nay chúng em không có xong con lời các bác ạ. Hôm nay chúng em có ăn nướng thôi. Đâu đấy em mấy nhá, đến đây. À chúng không phải là đi người nông thôn, người ta sinh trồng sắn nó sắn. À thế là thế là đấy. Đây rơm. Đấy. Là chúng tôi phải vỡ sắn lên. Đừng, không phải vỡ đâu. Không phải vỡ lên mới chín nha anh. Xin chào 500 các bạn. Xong cái mẻ nữa là cây thế như cây đằng sau chủ ta hãy không cho vào. Đây ông ấy có rồi. Ta. Chín rồi bà con ơi. Đi mấy cái mấy con cua nào. Đấy. Các bạn nhìn đây. Chạy mẹ ăn hết rồi. Các bạn cùng ra thưởng thức cái món nè. Sẵn lắm chị em đẹp nha. Cái xe của em sẵn đủ chịu rồi. Ngồi luôn. Sẵn nóng, sẵn nóng nào. Sẵn nóng thì các bạn ơi. Chín rồi ăn sẵn rồi các bà con ơi.
Lý sắn rồi. Sắn đi bà con ơi, đi xuống đây đâu được. Chị đợi để ăn gì đâu sao. Ăn sắn được không ạ? Này. Xin rồi, xin rồi. Đây. Làm phụ sắn cho nó đói đó. Chống đói anh lên. Xin chào hẹn gặp lại bà con những clip lần sau nha. Xin chào.